Sam Sơn không. Và vững người của Sam Sơn, và đây là cầu thủ trẻ Hoàng Phúc rất tự tin với một. Anh vẫn đang có cơ hội để có một bộ chỉ số 20-20. Chính những cầu thủ như Osake ngày hôm nay mới là những điểm tối trong đội hình của Buffalo. Những người đã chơi rất tốt ở regular season lại đang thi đấu quá nguội. Và Hoàng Phúc đã có một khoảnh khắc cho mình ở playoff VIP để ném 3 điểm của Đà Nẵng Dragon, nhưng cả lần đỗ thì lại dứt điểm không thành công. William Trần chuyển bóng ra và mất bóng rồi. Một turnover tiếp theo cho Đà Nẵng Dragon. Và Dominic Thầm quyết định không đánh. Nhưng sau đó thì Robert Sampson lấy điểm không thành công. Rebound rất nhanh tới từ Dominic Thầm. Đúng là ở dưới rổ thì làm sao. Dolphins trong hiệp 3 đã sa sút rất nhiều. Và họ chỉ có được một tình huống ném 3 thành công trong 9 lần thực hiện. Nhưng bây giờ ngay trong khu ném 3, Anthony January cầm hốc chuyền ra, thêm đường chuyền nữa. Huy Hoàng, cú ném rất thiếu lực của Huy Hoàng. Vừa rồi chắc chắn vẫn sẽ tìm cách để gây ra khó dễ cho đội Buffalo. Đang có hai cầu thủ theo kèm Dominic Thầm và bóng được kích ra. Cú ném 3 thành công đầu tiên của Nha Trang Dolphins ở trong cơ hội 10-10 trước đó. Vẫn là Hoàng Phúc. Hoàng Phúc crossover. Hoàng Phúc tiến vào trong. Vậy thì đã thành công. Sửa sai bằng một pha đánh isolation miễn chê của cầu thủ 20 tuổi Hoàng Phúc. Rất có thể chúng ta lại có một hiệp phụ nữa ở nhà thi đấu Đà Nẵng Cần Thơ hay chăng? Đúng như vậy, rất có thể trận đấu sẽ phải giải quyết bằng hiệp phụ. Với tỷ số 81-86 sau hiệp phụ. Đây là tình huống lên rổ khó hơn rất nhiều so với pha hỏng ăn trước đó của Hoàng Phúc khi mà Hamilton cũng đã án ngữ. Cho vai trò của Madarius Gibbs. Vẫn là Hoàng Phúc. Lựa chọn dứt điểm của Hoàng Phúc khá hay. 2 điểm cho các thủ đội khách Nha Trang. Phản công cho Nha Trang Dolphins. Hoàng Phúc, Huỳnh Vĩnh Quang kiến tạo thuận lợi và Hoàng Phúc có 2 điểm cho Nha Trang Dolphins. Và đánh cốt rồi. Hoàng Phúc. Vẫn là Hoàng Phúc. Có điểm cho Hoàng Phúc. Một pha xuống tương đối khó đến từ Hoàng Phúc. Có điểm trợ đến từ Dominic Thầm. Samson. Có lỗi điểm rồi. Như vậy là sẽ có 2 điểm tính cho Hoàng Phúc. Và thêm một pha ném phạt. Bấm fake rất hay. Và một pha đột vào rất tự tin của Hoàng Phúc. Từ đầu trận cho tới giờ, Hoàng Phúc đối đầu với Thái Quang. Đường chuyền tốt tới vị trí của Dominic Thầm, đánh đối đầu với thành công. Bóng đến tay của Hoàng Phúc, rất tự tin dứt điểm từ cổ trai. Đường số thứ 76 dành cho Nha Trang Dominic Thầm. Từ phía sau thì Samson vẫn kịp gây áp lực. Hoàng Phúc. Đường chuyền của Sơn Minh Tâm và 3 điểm cho Hoàng Phúc. Của Buffalo với cú ra tay ở gần logo như vậy. Lại là Gibbs, đường chuyền hay. Và tiếp tục là 3 điểm nữa cho Nha Trang Dolphins. Cầu thủ trẻ để January đột phá, Madarius Gibbs. Đường chuyền cho Vĩnh Quang. Samson, không đây là Thầm, đây là Gibbs. Khoảng trống có thể ném 3 Hoàng Phúc. Có 3 điểm cho Hoàng Phúc. Cầu thủ Dolphins đứng trước khoảng cách 6 điểm mà Sài Gòn Heat đang nắm trong tay. Cầu thủ trẻ Hoàng Phúc có bóng, tay trái, tuyệt vời! 66-70. 8 điểm vẫn chưa là một khoảng cách an toàn. Hoàng Phúc nhảy ném, thêm 2 điểm nữa dành cho Hoàng Phúc. Điểm số thứ 10 của anh trận đấu ngay. Extra pass, Hoàng Phúc. 3 điểm dành cho Hoàng Phúc. Madarius Gibbs vẫn bị bắt quá chặt. Hoàng Phúc fake pass khá hay và đó là cú ném tầm trung chính xác mang về 2 crossover. Khoảng trống là đây, một cú ném 3. 3 điểm tính cho Hoàng Phúc. Nha Trang Dolphins